trở lại với channel của mình. Mình làm video về makeup, thời trang và du lịch. Hy vọng các bạn sẽ subscribe kênh channel của mình nha. Hôm nay là một video makeup theo style Hàn Quốc, kiểu như là makeup tự nhiên, dễ thương, với phong cách là no makeup, makeup look. Hy vọng các bạn sẽ thích. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình bắt đầu với No Problem Primer của Tarte Instore. Cái này lần đầu tiên mình xài nên cũng không biết là nó sẽ ra sao. Bây giờ mình thử thôi. Mà nghe bạn nói là dùng được lắm. Nghe bạn với bạn nói vậy. Nó có mùi thơm. Bây giờ mình sẽ dùng Eraser Dark Circle của Maybelline. Để bắt đầu che cái bóng mắt. Ôi, mắt mình dạo này bị thâm quầng quá. Sau đó mình sẽ dùng kem che khuyết điểm của Ormai. Sau đó mình sẽ dùng Lumi Cushion của L'Oreal màu W3. Đấy, thế này. Nhưng mà dùng thật là ít thôi, mình muốn lớp nền thật là mỏng và nhẹ và tự nhiên. Bây giờ mình sẽ dùng Liquid Face Highlighter của BB. Thì cái này là có vẻ giống như là mắt lỏng vậy đó. Mình hơi hồng hồng, mình dùng làm má hồng luôn, mình giúp da tự nhiên, nhìn nó kiểu như hồng tự nhiên. Mình dùng cọ kẻ chân mày và dùng màu khối đậm để đánh chân mày. Ở đây muốn màu nâu thật tự nhiên. Ok, xong chân mày rồi, bây giờ mình sẽ lấy màu mắt. Hôm nay mình lấy màu mắt rất là nhẹ. Mình sẽ dùng bảng màu của Pearl Be Your Selfie. Đầu tiên mình sẽ dùng màu này. Đây là màu Pearl. Sau đó mình sẽ dùng màu thứ hai là màu Strong. Màu này. Sau đó mình sẽ dùng màu đó tán ở phần dưới của mắt luôn. Dùng cùng màu luôn. Sau đó lại dùng màu nhẹ một lần nữa. À, tán phần dưới ở bên trong. Bây giờ đến phần kẻ mắt thì mình sẽ dùng cái cọ đánh treo đó, đánh treo eyeliner đó. Nhưng mà mình sẽ trắng lên màu tối này để kẻ mắt. Vì mình muốn có một cái đường kẻ mắt đó là nhẹ và tự nhiên. Bình thường thì mình sẽ không dán mình giả, mình chỉ bấm mi rồi chạy mascara thôi. Mình sẽ dùng mascara của Charlotte Tilbury. Với cái mascara này thì mình thật sự không cần mi giả luôn á. Nó là mi dài, dày quá. Rất là đẹp. Sau khi chải mascara thì mình thường dùng những cái brush như thế này để chải lại, tách những cái sợi lông mi ra, nó khỏi khiến nhìn nó tự nhiên hơn. Bây giờ thì mình sẽ contour cái mũi một chút, mình dùng cây cọ này và dùng màu nhạt. Mình cũng dùng cái màu đó luôn. Sau đó mình sẽ dùng bảng màu highlight của Pearl luôn. Cái màu sáng là Originator. Để highlight vùng xương gò má, sống mũi, chóp mũi, chóp mũi.
Bây giờ đến phần son môi thì mình sẽ dùng son môi của Boxum. Cái này là màu Undercover. Nó có hai đầu, đầu là chì, đầu là cọ. Sau đó mình sẽ dùng một chút xíu son bóng của Boxum luôn. Đây là màu Moscow Mule. Đánh chút xíu ở lưỡi lông môi. Ok, vậy là mình xong rồi.